Sau đây mình giới thiệu cho anh em game Clash of King nhé. Thì sau đây là cái bản này là bản tiếng Anh. Thì sau mình đã tải game thành công rồi. Và bây giờ là mình sẽ vào là mình chiến game luôn anh em ơi. Bản này thì bản sẽ vào tiếng Anh này. Thì anh em khi vào chơi thì sẽ free cho anh em 2 tỷ gỗ và 1 tỷ và 2 tỷ lúa nhé. Thì sẽ free cho anh em thêm 20 triệu vàng nữa này. Thì cái bản này thì nó chơi khá là được ổn định đấy anh em ơi. Thì bây giờ mình đang dùng cái điện thoại để mình review cái con game này cho anh em này. Nếu anh em thấy hay thì anh em có thể vào cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá, ủng hộ giúp mình nha anh em ơi. Thì bây giờ là mình đã vào trong cái game này rồi. Thì nghe nói là cái bản game này là nó rất là ổn định anh em. Chơi nó khá là ổn định luôn. Thì mình sẽ tiến hành mình làm quét game này. Game với cái tải ấy thì nó khá là nhẹ nhàng anh em ơi. Tải xong cái là anh em bấm là chơi được ngay. Game với cái chế độ màn hình dọc, còn trong cái này thì mình không biết là có để được màn hình ngang không, mình chưa thử anh em ơi. Đấy, mình thấy cái bản này thì nó khá là ổn định luôn. Nó không giống như cái bản trưa hôm nay mình up thì cái bản này nó bị lỗi, nó lag, với cả nó bấm vào nó không được anh em ạ. Cái bản này thì mình cũng thấy nó ổn định hơn này. Mình bấm phát là mình chiêu mộ được đúng luôn anh em ơi. Rồi mình update tiếp này anh em ơi. Khả năng là mình sẽ cho cái nhạc này bé đi để cho anh em nghe cho nó rõ nhá. Rồi mình thấy ổn định này anh em ơi. Cái game này chơi rất là hay đấy. Mình cũng chưa biết là để màn hình ngang kiểu gì luôn anh em ạ. Mình thấy màn hình dọc này thì nó cũng hơi bất hợp lý một chút. Nhưng mà thôi vì game hay thì cũng đánh được anh em ạ. Chơi màn hình ngang nhiều rồi thì bây giờ chuyển sang màn hình dọc chơi thôi. Nhưng mà đây này anh em ơi, mình chọn các thứ này, mình chọn trong này mình thấy nó rất là mượt đấy. Nó khá là mượt này anh em ơi. Không biết là game này cái server của nó sống có được lâu không, nhưng mà mình thấy game chơi mượt lắm. Đấy, mình mọi cái mình bấm vào mình quét mình làm này. Cho phép truy cập ảnh, nội dung, phương tiện của tập thiết bị của bạn cho phép luôn. Rồi nó bắt làm nhiệm vụ gì thì mình lại tiếp tục mình làm nhá. Link thì mình sẽ để link trực tiếp cho anh em tải về trải nghiệm nhá. Rồi mình sẽ bấm tiếp vào mình làm này. Đấy, mình xây dựng thêm một cái nhà ra này anh em ơi. Mà 19 triệu kim nguyên bảo này thì anh em chắc là cũng xài cũng tẹt ga luôn, không bao giờ phải lo gì rồi. Suốt ngày nó gửi tin nhắn khó chịu quá. Cho con học online mà mình chả thấy gì cả, toàn thấy link liên kết chia sẻ, bực mình vãi anh em ạ. Cô giáo bây giờ cô giáo toàn là lợi dụng người khác, ăn cắp video của người khác để học dạy học trò cái gì, mình ghét cái kiểu. Mình không nói liên man nữa nhé. Anh em lấy thiếu hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha anh em nhé. Anh em cho mình xin một like, một đăng ký là đều đẹp trai xinh gái hết anh em ơi. Nếu mà càng đẹp trai xinh gái nữa thì anh em cho mình xin một đăng ký nhá. Mình sẽ xây các cái nhà vào đây này anh em ơi. Đó. Mình farm này.
Rồi mình đã xong quét rồi, mình sẽ bây giờ mình sẽ bấm update cái ruộng lúa này lên này anh em ơi. Game nói chung là tiếng Anh khá là dễ chơi rồi và rất dễ đọc luôn. Rồi, anh em thấy mình bấm không? Mình bấm loạn xạ như thế mà nó có bị láng bị giật gì đâu. Sau này mình có livestream thêm về cái dòng game trên PC ARK nhé. Nếu anh em chưa quan tâm thì anh em vào kênh anh em ủng hộ cho mình nhé. Anh em vào ủng hộ cho mình cái livestream game đấy nhé. Thì mình sẽ thường xuyên livestream game chơi cùng anh em và giao lưu cùng anh em trên cái kênh này luôn. Anh em có thể là ủng hộ giúp mình nhé. Còn cái kênh đợt vừa rồi mình hứa với anh em là mình sẽ làm thêm một kênh nữa về chuyên kể cả những cái game bom tấn. Nhưng mà cái hiện tại là cái bản app đấy nó đang bị lỗi anh em ơi, cho nên là mình chưa làm được. Thì đợt tới này mình sẽ làm giúp.